Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Đây là chương trình đầu tiên trong năm mới 2019. Mở đầu là phần bản tin văn hóa với một số thông tin đáng chú ý như sau. Hưng Yên lắp đặt trưng bày hệ thống tên lửa tại xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Xã Hợp Phong, huyện Mỹ Hào đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã 4 tỷ đồng. Nhân dân xã Phụng Công giữ gìn và tôn tạo nhiều giếng cổ. Thành phố Hưng Yên thực hiện nhiều giải pháp xây dựng thành phố xanh sạch đẹp. Trong một góc nhìn văn hóa là phóng sự, công tác đầu tư tôn tạo những công trình trọng điểm về lịch sử văn hóa của tỉnh năm 2018. Cuối chương trình trong mục tinh hoa phố Hiến, mời quý vị và các bạn cùng về thăm Văn Miếu Hưng Yên. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Với mục đích tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về lịch sử hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận và lắp đặt một tổ hợp tên lửa Volga của Quân chủng Phòng không Không quân cấp cho tỉnh Hưng Yên làm hiện vật trưng bày tại khu vực chân cầu vượt thuộc địa phận thôn Đào Xá, xã Đào Dương, huyện Ân Thi. Được biết, khu vực này trước đây là trận địa pháo và trận địa tên lửa của Sư đoàn 361 tại đây từ năm 1969 đến năm 1973 với nhiệm vụ phòng thủ bảo vệ cảng Hải Phòng và thủ đô Hà Nội. Tại trận địa này đã bắn rơi hai máy bay của giặc tại khu vực huyện Tiền Hải, Thái Bình. Từ nguồn ngân sách của huyện 2 tỷ đồng và nguồn ngân sách địa phương 2 tỷ đồng, xã Hòa Phong, huyện Mỹ Hào đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhà văn hóa xã có diện tích 200 m², được xây dựng khang trang sạch đẹp với 300 ghế ngồi, được trang bị đầy đủ tăng âm, loa máy. Ngoài việc trở thành nơi để tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương tới nhân dân, nhà văn hóa xã còn là điểm tổ chức các buổi hội họp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo tồn lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Đây cũng đồng thời là trung tâm gắn kết các thành viên trong cộng đồng dân cư, tăng tình đoàn kết tổ dân khu phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tiêu chí xã nông thôn mới. Trước kia ở xã Phùng Công, huyện Văn Giang có khoảng 10 giếng cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Đây là công trình cộng đồng cung cấp nước sinh hoạt cho làng, có giá trị về mặt lịch sử. Trải qua thời gian nắng mưa, các giếng cổ trong xã đã bị hư hại, có nguy cơ bị lãng quên. Nhằm lưu giữ lại và bảo tồn giếng làng, trong những năm gần đây, nhân dân ở các thôn trong xã Phụng Công đã góp công góp của để tôn tạo lại giếng. Tiêu biểu như ở thôn Đại, trong năm 2017 và 2018, nhân dân đã xã hội hóa hơn 100 triệu đồng để tôn tạo hai giếng cổ. Trước đó, năm 2016, thôn Đầu và thôn Bến cũng khôi phục giếng cổ của làng mình. Nhân dân tại các thôn còn nhắc nhở nhau không xả rác để giữ gìn cảnh quan sạch đẹp trong khuôn viên giếng cổ. Đến nay, toàn xã Phụng Công có 5 giếng cổ được tôn tạo lại rất khang trang. Trong khi ở rất nhiều làng quê trên địa bàn tỉnh, giếng làng bị san lấp, xây nhà hay đang bị biến thành những vũng nước tù đọng, chứa rác thải, thì ở thôn Tử Dương, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, người dân đã nâng cao ý thức bảo vệ bằng hình thức xã hội hóa, tôn tạo hai giếng và hai đình làng, tạo cảnh quan làng quê. Trong hai năm 2017 và 2018, tổng số tiền xã hội hóa hơn 1 tỷ đồng trong nhân dân đã được dùng để tôn tạo hai đình là đình Nhất Đô và đình Nhì Đô cùng với hai giếng làng của thôn. Hiện đình làng khang trang, giếng làng luôn được giữ gìn sạch sẽ. Việc cán bộ nhân dân thôn Tử Dương đoàn kết đồng lòng tôn tạo thành công giếng và đình làng thực sự là việc làm thiết thực, giữ gìn văn hóa làng trong thời hội nhập, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Trong năm 2018, thành phố Hưng Yên đã xây dựng thêm 7 điểm tập kết rác, nâng tổng số điểm tập kết rác lên thành 24 điểm. Đồng thời, thành phố cũng hỗ trợ 48 xe container chứa rác thải và 49 xe gom rác để đặt tại các điểm tập kết rác. Điều này đã giúp nâng tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt khu vực ngoại thành phố Hưng Yên đi xử lý đạt trên 80%. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ thành phố cũng đẩy mạnh tuyên truyền triển khai mô hình phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình, thực hiện hỗ trợ các gia đình nắp đậy hố rác và chế phẩm sinh học để xử lý rác thải. Mới đây nhất, thành phố đã phát động phong trào chiều thứ 6 vì môi trường thành phố Hưng Yên sạch đẹp, với nhiều hoạt động như quét dọn rác thải, thu dọn phế thải tồn đọng, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh. Với những giải pháp thiết thực và đẩy mạnh công tác tuyên truyền sẽ giúp người dân thành phố Hưng Yên hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.
Để bảo vệ các giá trị văn hóa truyền thống lịch sử, trong năm 2018, việc trùng tu phục dựng các di tích lịch sử, các công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh rất được quan tâm. Nhiều công trình có giá trị lớn đã được từng bước hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Diện mạo của các di tích đã được thay đổi, nhiều di tích đã trở thành điểm tâm linh du lịch, giáo dục truyền thống cho các thế hệ trẻ. Đầu tháng 4, tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, đã tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ tôn tạo đền thờ Triệu Việt Vương, tức Triệu Quang Phục. Công trình được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng hơn 13,7 nghìn mét vuông thuộc xã Dạ Trạch. Dự án do Ủy ban Nhân dân huyện Khoái Châu làm chủ đầu tư với tổng kinh phí gần 45 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh đầu tư 25 tỷ đồng, ngân sách huyện Khoái Châu 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn huy động hợp pháp khác. Một công trình có ý nghĩa khác mới được hoàn thành là nhà thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám, lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Yên Thế. Nhà thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám được thiết kế trên khuôn viên rộng hơn 3.000 m2 với tổng kinh phí công trình là 9 tỷ đồng. Công trình hoàn thành đã tạo sự phấn khởi cho con cháu dòng họ cũng như nhân dân địa phương. Khi mà bắt đầu nhà nước đặt móng đã là phấn khởi, nhưng mà lần này thì phấn khởi chưa tưởng tượng, bởi vì đây là niềm tự hào của dòng họ. Mặc dù là mới được xây dựng, nhưng mà cái công trình đền thờ danh nhân Hoàng Hoa Thám cũng đã phát huy được rất nhiều cái tác dụng với cả cái việc giáo dục truyền thống cho cái lớp thế hệ trẻ, và đặc biệt là cái đối với cả thế hệ các em học sinh. Qua những các cái buổi thực tế ở tại đền đây thì các em cũng đã hiểu được về cái truyền thống yêu nước của dân tộc và của địa phương. Bên cạnh việc trùng tu tôn tạo các di tích, việc xây dựng các nhà lưu niệm, đền thờ danh nhân được đánh giá là công trình văn hóa trọng điểm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với nguồn kinh phí hạn hẹp nên có những công trình đã mất nhiều năm mới hoàn thiện, cụ thể là đền thờ Lạc Long Quân trong khuôn viên Văn Miếu Xích Đằng thuộc phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Công trình có quyết định xây mới từ năm 2007, phải đến năm 2018, tức là 11 năm sau đó mới hoàn thiện được 80%. Bên cạnh nguồn vốn, việc giải phóng mặt bằng là yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ của công trình. Bản thân gia đình tôi cũng có 84 mét. Tôi cũng là người gương mẫu đầu tiên để coi như là chấp hành của ban tôn tạo đền Lạc Long Quân. Hiện nay còn đang rắc rối hai gia đình đó, cố tình coi như là không thực hiện phóng mặt bằng để giải phóng cái đền Lạc Long Quân là cái hậu đền. Trong hai năm 2017 và 2018, tổng số kinh phí dành cho việc trùng tu, tôn tạo các công trình văn hóa là khoảng 45 tỷ đồng. Trong đó có hơn 1 tỷ đồng là chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, 38 tỷ đồng là nguồn ngân sách tỉnh, còn lại là ngân sách của huyện và xã. Việc xây dựng các nhà lưu niệm, đền thờ danh nhân được đánh giá là những công trình văn hóa trọng điểm, nên tỉnh đã dành 17 tỷ đồng trong 2 năm qua để xây dựng các công trình này. Riêng về các cái xây dựng các nhà tưởng niệm danh nhân thì ngay sau khi tái lập tỉnh từ những năm 97 thì tỉnh đã có chủ trương về cái việc này. Thì gần đây thì một số những cái nhà lưu niệm danh nhân thì nó cũng do cái điều kiện ngày đó, cái kinh phí nó cũng không được nhiều, thì cái quy mô nó cũng chưa tương xứng với cái tầm vóc của các cái danh nhân. Thì trong 2-3 năm gần đây thì tỉnh có chủ trương là cải tạo và xây mới thêm những cái nhà lưu niệm mà đối với nhân dân mà chưa được xây dựng. Trong cái thời gian tới thì sẽ tiếp tục là cùng với các nguồn vốn từ ngân sách tỉnh, ngân sách huyện và xã hội hóa để chúng ta tiếp tục đầu tư để xây dựng các cái nhà tưởng niệm danh nhân mà còn lại mà hiện nay chưa được xây dựng. Là một tỉnh có mật độ di tích dày đặc đứng thứ 3 toàn quốc, tỉnh ta đang nỗ lực để gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có, cụ thể là những di tích trọng điểm được đầu tư tôn tạo thời gian qua. Tuy nhiên, trong quá trình trùng tu tôn tạo, di tích vẫn còn nhiều hạn chế về kinh phí, nên rất cần sự chung tay góp sức của các cá nhân tập thể sẽ tạo nguồn sức mạnh to lớn để giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của các di tích. Văn Miếu Xích Đằng hay còn gọi là Văn Miếu Hưng Yên, một di tích quan trọng trong quần thể di tích Phố Hiến.
Đây là nơi tôn vinh nền học vấn, triết lý bất hủ của dân tộc, hiền tài là nguyên khí quốc gia, trở thành một biểu tượng của văn hóa văn hiến Hưng Yên. Văn miếu Hưng Yên nguyên xưa là văn miếu của trấn Sơn Nam, được xây dựng từ thời Lê trên nền của chùa Nguyệt Đường, làng Xích Đằng, xã Nhân Dục, Tổng An Tảo, huyện Kim Động xưa, nay là phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên. Bởi vậy mà dân gian vẫn thường gọi là văn miếu Xích Đằng. Ban đầu quy mô toàn bộ công trình còn nhỏ, đến năm Minh Mạng thứ 20, 1839 mới được xây lại với quy mô to lớn như ngày nay. Dấu tích về văn miếu trấn Sơn Nam còn lưu lại trên quả chuông có tiêu đề Kim Trung Văn Miếu, tức chuông vàng văn miếu ghi niên đại Gia Long năm thứ 3, 1804 cùng với chiếc khánh đá lớn Văn Miếu Ngọc Khánh, có nghĩa là Khánh Ngọc Văn Miếu. Như vậy, chỉ 8 năm sau khi thành lập tỉnh Hưng Yên năm 1839, văn miếu mới được xây lại với quy mô to lớn và đàng hoàng hơn. Đây là việc thể hiện sự quan tâm phát triển truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của người dân Hưng Yên nói riêng, đồng thời cũng là một nét đẹp của sự nghiệp giáo dục để con cháu nêu gương sáng của cha ông xưa. Nó còn được kèm vào đây cái truyền thống tôn sư, trọng đạo, tôn trọng trí tuệ, trí thức và trí giả. Đấy là cái truyền thống mà chúng ta quen gọi là văn hiến thi thư. Không phải là bất cứ tỉnh nào cũng có được cái tòa văn miếu của mình. Như vậy, văn miếu Hưng Yên, văn miếu Xích Đằng, phố Hiến ấy, là nằm trong số ít những tòa kiến trúc thờ phụng ông tổ của nho giáo và nho học, nhưng là không nhiều lắm trong số những địa phương của cả nước. Như vậy, cái tính tương đối hiếm ít đã làm nên sự quý giá của văn miếu Xích Đằng, phố Hiến, Hưng Yên, bên cạnh các giá trị khác về mặt địa lý, về mặt truyền thống, về mặt cảnh quan và đặc biệt cả về mặt tâm linh nữa. Văn miếu Hưng Yên hiện tọa lạc trên khu đất rộng gần 6 hectare, phía trước là đầm Vạc, phía tây có hồ Văn. Đây là một công trình kiến trúc khá đồng bộ, các hạng mục được bố trí liên hoàn gồm tam quan, tả vu, hữu vu, tòa đại bái, trung từ và hậu cung. Từ ngoài vào, phía trước là cổng tam quan, hai bên có hai bục loa để xướng danh sĩ tử thông báo những quy định trong các kỳ thi hương. Tam quan được dựng theo lối chồng diêm, hai tầng tám mái, có lầu gác, từ đây có thể nhìn bao quát được cả một vùng. Phía trong tam quan là khoảng sân rộng với đường thập đạo, hai bên là lầu chuông, lầu khánh, nhà tả vu, nhà hữu vu và miếu thờ thổ thần. Các công trình xây trên khuôn viên tuân theo nguyên tắc cân đối, hai bên đường trục kiến trúc tạo cho văn miếu một dáng vẻ bề thế, vươn cao với sự uy nghi, trang trọng cho nơi tuyên dương truyền thống hiếu học của tỉnh nhà. Khu chính gồm ba tòa, đại bái, trung từ và hậu cung, bố cục kiến trúc theo kiểu chồng thiềm điệp ốc. Kết cấu kiến trúc ba tòa nhà kiểu vi kèo, các cột đều được sơn son thép vàng hình long vân. Tại tòa nhà đại bái, phía bên trong có đặt bức tượng Khổng Tử, bên ngoài có tượng Chu Văn An. Trước đây tại văn miếu Xích Đằng, Xuân Thu Nhị Kỳ, mùa xuân vào ngày 10 tháng Giêng và mùa thu vào ngày 14 tháng 8 tổ chức tế tiên thánh tức Chu Công và tiên sư tức Khổng Tử. Chủ tế là tuần phủ Hưng Yên, vị quan đứng đầu tỉnh. Bồi tế tức phụ tế là quan đốc học cùng với các vị tri phủ, tri huyện sở tại.
Văn miếu Hưng Yên được xây trước tiên cũng là để thờ Khổng Tử, người được mệnh danh là Vạn Thế Sư Biểu cùng các chư hiền của Nho giáo, sau đó là thờ các danh nho Đỗ Đại Khoa trong tỉnh luôn gắn liền với giáo dục và chính trị, nên Nho giáo có một sức sống lâu bền trong đời sống xã hội. Kể từ khi ra đời đến nay, sức ảnh hưởng của Khổng Tử vẫn còn chi phối trong đời sống tinh thần của nhiều nước phương Đông, trong đó có Việt Nam. Về sau, ông được suy tôn là Vạn Thế Sư Biểu, tức tiêu biểu cho đạo làm thầy muôn đời. Các bức hoành phi trong văn miếu với nội dung ca ngợi đức Khổng Tử và đạo Nho. Ở trong hậu cung còn có nhiều câu đối mang nội dung khuyến học, khuyến tài. Ngày nay, để giáo dục truyền thống hiếu học cho thế hệ trẻ, văn miếu Hưng Yên được phối thờ nhà giáo, nhà bác học lớn của Việt Nam Chu Văn An. Ông là một nhà sư phạm lớn, không chỉ ở việc dạy học mà còn thể hiện ở tư cách làm thầy, có thái độ cương nghị, nghiêm trang, là tấm gương đạo đức sáng ngời của nhà yêu nước thương dân. Chính vì thế, khi mất, triều đình đã ban hiệu Khang Tiết Tiên Sinh đưa về thờ ở Văn Miếu Hà Nội cùng với Đức Khổng Tử và các nhà hiền triết xuất sắc của Nho giáo. Văn Miếu Hưng Yên nằm ở phía sau chùa Chuông cùng hướng Nam, có thể xem là một không gian thờ tiền Phật hậu Thánh, một sự kết hợp hài hòa của Phật giáo với Nho giáo. Hướng Nam đặc biệt phù hợp với kiến trúc Nho giáo, tôn sư trọng đạo thánh hiền với quy định thánh nhân nam diện nhi thính thiên hạ, tức là bậc thánh ngồi nhìn về phương Nam, nghe thiên hạ tâu bày. 9 tấm bia đá hiện còn tại Văn Miếu Xích Đằng, trong đó có 8 bia dựng năm Đồng Khánh thứ 3, 1888, và một bia dựng năm Bảo Đại thứ 18, 1943, ghi lại tên, tuổi, quê quán của 161 vị đại khoa của toàn bộ tỉnh Hưng Yên xưa. Nếu tính theo địa giới hiện nay, thì trong số 161 vị đại khoa đó, có 140 vị quê thuộc tỉnh Hưng Yên và 21 vị quê thuộc tỉnh Thái Bình. 8 tấm bia này đều được gọi theo thứ tự từ đệ nhất bi, đệ nhị bi đến đệ bát bi, nhưng đoạn tên đầu đều thống nhất gọi là Hưng Yên Văn Miếu. Học vị cao nhất được ghi trong bia là Trạng Nguyên Tống Trân, người thôn An Cầu, huyện Phù Cừ, đời Trần. Trạng Nguyên Nguyễn Kỳ, người xã Bình Dân, huyện Khoái Châu, Triều Mạc. Chức vụ cao nhất là Lê Như Hổ, quận Công, Triều Mạc. Nội dung của những chữ và nghĩa được khắc vào những tấm bia với số lượng không nhỏ ở cái văn miếu Xích Đằng Hưng Yên ấy. Chúng ta thấy ở đây có tên tuổi của hàng trăm những bậc đại khoa đã không chỉ làm nhiệm vụ lưu giữ tên tuổi, sự nghiệp của các bậc đại khoa của Hưng Yên mà của cả đất nước nữa. Tấm bia thứ 9 trong văn miếu Hưng Yên hiện ở cuối hàng bia bên phải, được dựng vào năm Quý Mùi, đời Bảo Đại 1943, không phải là bia tiến sĩ. Nội dung văn bia nói về quá trình hoàn thành việc xây cung thành của văn miếu. Đây là một tư liệu quý phục vụ việc nghiên cứu về văn miếu Hưng Yên. Trải qua những thăng trầm của lịch sử, văn miếu Xích Đằng có thời bị hoang phế và cũng qua nhiều lần tu sửa tôn tạo. Năm 1992, Văn Miếu Xích Đằng được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Sau khi tái lập tỉnh Hưng Yên vào năm 1997, Bộ Văn hóa Thông tin, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quan tâm đầu tư lớn cho việc phục hồi, tôn tạo di tích văn miếu nhằm phát huy tác dụng trong việc tuyên truyền giáo dục truyền thống văn hiến. Quanh năm, nhân dân thập phương đến đây chiêm bái cầu hiền, cầu may, nhất là các dịp tổng kết năm học cũ và khai giảng năm học mới. Thầy và trò ở đất xứ Nhãn thường đến dâng hương, báo cáo thành tích năm học qua với các vị tiên hiền và hứa phấn đấu giành thành tích cao hơn trong năm học tới, xứng đáng là những người con của quê hương văn hiến. Với vị thế đó, Văn Miếu Xích Đằng Hưng Yên đã xứng đáng trở thành một biểu tượng của nền văn hiến Hưng Yên.
Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.